Tiểu sử Donald Trump từ một cậu ấm, con đường gian nan đến Tổng thống Mỹ. Vào ngày 13 tháng 7, Tổng thống Donald Trump đang tổ chức cuộc vận động tranh cử ở tại Butler, Pennsylvania. Nhưng thật bất ngờ sau đó có nhiều tiếng súng đã nổ ra. Thông tin được đưa ra sau khi cựu Tổng thống Trump bị bắn xuyên qua vành tai khi đang tổ chức cuộc meeting vận động tranh cử ở Pennsylvania ngày 13 tháng 7. Ông Trump vẫn an toàn và tay súng đã bị hạ. FBI đã xác định đây là một âm mưu ám sát nhắm vào ông Trump. Nhân chứng Reed sống ở Butler kể rằng đã phát hiện người đàn ông mang súng bò trên mái nhà ngay trước khi cựu tổng thống bị bắn. Reed và những người đi cùng đã chỉ vào người đàn ông trên mái nhà và cố gắng cảnh báo lực lượng an ninh, nhưng mật vụ đã không phản ứng kịp thời, cũng như không kéo cựu tổng thống ra khỏi sân khấu. John Mistler, chuyên gia phụ trách phân tích vấn đề thực thi luật pháp và tình báo của CNN cho rằng lời kể của nhân chứng Reed đặt ra nhiều câu hỏi nghiêm trọng, sẽ có cuộc chất vấn cực kỳ chi tiết về việc ai đã biết được thông tin gì, thông tin được truyền đạt ra sao và ai đã quyết định hành động hay mặc kệ, Mistler nói. Theo sở mật vụ Mỹ, tay súng bắn ông Trump từ một vị trí trên cao bên ngoài khu vực tổ chức meeting. Nguồn thạo tin với cơ quan hành pháp Mỹ cho biết lực lượng này đã tìm được một khẩu súng trường kiểu Iowa tại hiện trường. Phân tích của CNN cho thấy tay súng trên nóc nhà cách sân khấu nơi ông Trump diễn thuyết khoảng 120-150 mét. Một tay súng bắn tỉa của mật vụ Mỹ được bố trí trên nóc nhà kho gần đó, nhưng đã không phát hiện được tay súng. Ông Trump bắt đầu được mật vụ Mỹ bảo vệ từ tháng 11 năm 2015, khi ông trở thành ứng viên tổng thống của Đảng Cộng Hòa. Họ tiếp tục được triển khai bảo vệ ông ngay cả khi Trump kết thúc nhiệm kỳ năm 2021. Các nguồn tin cho hay đội mật vụ của cựu tổng thống đã được tăng cường gần đây. Đặc vụ FBI Rosette cho biết ông rất ngạc nhiên khi nghi phạm có thể bắn 4 năm phát súng liên tiếp về phía ông Trump trước khi lực lượng mật vụ tại hiện trường có phản ứng. Khi một phóng viên hỏi, có vẻ như lực lượng hành pháp chỉ biết về tay súng trên nóc nhà sau khi tiếng súng vang lên, có phải vậy không? Đặc vụ Rosette trả lời, đó là đánh giá của chúng tôi lúc này. Mỹ đã chứng kiến nhiều vụ bạo lực chính trị trong lịch sử. Các tổng thống, cựu tổng thống và ứng viên luôn được bảo vệ nghiêm ngặt. Tổng thống John Kennedy bị ám sát năm 1963 khi đang trên đoàn xe hộ tống. Anh trai ông là Bobby Kennedy cũng bị bắn chết năm 1968. Cựu tổng thống Ronald Reagan đã may mắn sống sót sau vụ ám sát năm 1981. Ít giờ đồng hồ sau khi bị thương, ông Donald Trump đã có bình luận đầu tiên về vụ ám sát trên mạng xã hội Truth Social. Tôi muốn cảm ơn cơ quan mật vụ Mỹ và tất cả các cơ quan thực thi pháp luật vì phản ứng nhanh chóng trước vụ nổ súng. Quan trọng nhất, tôi muốn gửi lời chia buồn tới gia đình của người thiệt mạng trong cuộc vận động tranh cử, cũng như gia đình của một người khác bị thương nặng trong vụ tấn công. Tôi bị một viên đạn xuyên qua phần trên tay phải. Tôi lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn. Tôi nghe thấy tiếng còi, tiếng súng và ngay lập tức cảm thấy đau nơi viên đạn xuyên qua. Máu chảy rất nhiều và sau đó tôi nhận ra chuyện gì đang xảy ra, ông Trump viết. Tuổi thơ của Tổng thống Trump. Donald Trump sinh ngày 14 tháng 6 năm 1946 tại Queens, New York, trong một căn nhà có 23 phòng. Cha ông, Jess Trump, là một đại gia bất động sản giàu có. Mẹ ông, Nancy Trump, là một bà nội trợ. Trump mang cả dòng máu Đức của cha. Ông bà nội Trump là người Đức di dân và dòng máu Scotland của mẹ. Lên 3 tuổi, Trump đã có thu nhập tương đương 200.000 USD một năm, tính theo trị giá hiện nay. Trở thành triệu phú năm 8 tuổi và tới năm 17 tuổi, Trump đã sở hữu một phần tòa nhà chung cư 52 căn của cha. Trump là một rich kid. Cậu ấm sinh ra trong một gia đình giàu có, hung hãn và bắt trị. Trong cuốn sách xuất bản năm 1987, ông nói rằng vào năm học lớp 2, ông đã đấm thẳng mặt giáo viên dạy nhạc vì cho rằng ông ta chẳng biết gì về âm nhạc. Kết quả ông Xúy bị đuổi học. Tôi không nói mình tự hào về điều này, nhưng đó là bằng chứng rõ ràng rằng ngay từ sớm tôi đã có xu hướng đứng lên tuyên bố ý kiến của mình theo một cách rất cứng rắn. Điều khác biệt bây giờ là tôi dùng não thay vì dùng nắm đấm. Theo lời của Trump được trích trong sách, đến năm 13 tuổi, cha đã chuyển Donald tới trường quân sự New York, một trường tư thục nơi ông hy vọng kỷ luật của trường học sẽ giúp chuyển năng lượng của nó sang một hướng tích cực hơn. Thời niên thiếu, những năm đầu ở trường quân sự là địa ngục với cậu ấm Trump. Ông bị thầy phụ trách đánh và tát cho đến khi chịu đi dọn giường và cọ giày, một việc Trump chưa hề phải mó tay. Nhưng nhanh chóng sau đó, Trump tìm ra cách để vươn lên trong môi trường khắc nghiệt. Ông biến tính cách ưa cạnh tranh của mình thành lợi thế. Tất cả các nhiệm vụ được giao
Trung muốn là người làm tốt nhất, rất nhanh chóng. Trung có được sự tin tưởng của thầy và trở thành đội trưởng. Thiếu sinh quân, Trung cũng chơi tốt các môn thể thao đến mức mà Dostier nói với người của đội bóng chày, Philadelphia, tới xem Trung, nhưng cậu ta muốn học đại học và kiếm tiền. Năm 1964, Trung vào đại học Fordham. Hai năm sau, ông chuyển tới trường Wheaton thuộc đại học Pennsylvania, nơi Trung mô tả là ngôi trường khó vào nhất, tốt nhất thế giới. Tờ New York Times trong những bài viết đầu tiên về Trung trong thập niên 1970 từng hai lần bị đưa cho các thông tin sai lầm. Trung tốt nghiệp số 1 trong lớp. Tuy nhiên trên thực tế, Trung thậm chí không có mặt ở danh sách sinh viên nhận bằng danh dự. Gia đình. Năm 1977, Trung cưới người vợ đầu tiên, một người mẫu Séc có tên Ivana Sednikova. Họ có 3 người con. Năm 1992, hai người ly hôn sau vụ Trung ngoại tình với nữ diễn viên Mala Smaple. Trung cưới Smaple vào năm 1993. Hai người có con gái Tiffany trong năm đó. Năm 1999, Trung ly hôn lần thứ hai. Năm 2005, Trung cưới siêu mẫu Sovania Melania và đón cậu con út Baron ra đời năm 2006. Melania Trump sau này trở thành đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ. Thăng trầm trên thương trường. Donald Trump chưa bao giờ phải là một nhân viên bình thường. Năm 1971, ở tuổi 25, ông trở thành chủ tịch một công ty bất động sản của cha và đổi tên công ty thành Trump Organization. Trong thời gian này, Trump nhận được một số vốn vay nhỏ từ cha, khoảng 1 triệu đô để khởi nghiệp. Mặc dù ca ngợi sự nghiệp của cha, người thành công nhờ xây nhà ở cho người thu nhập thấp và trung bình, Trung muốn biến tên họ của mình thành một thương hiệu hạng sang. Tuy nhiên mọi chuyện không dễ dàng. Những năm 1970 và 1980, Trung mở rộng ồ ạt công việc kinh doanh của cha mình. Ông đầu tư vào chuỗi khách sạn và bất động sản hạng sang, nhờ vào tiền bạc và mối quan hệ của cha. Năm 1980, Trung mở cửa khách sạn Shanghai Hotel sau thỏa thuận của chính quyền thành phố New York cho phép ông không phải nộp thuế trong 40 năm. Năm 1983, ông khánh thành Trump Tower, tòa nhà 56 tầng tại đại lộ 5, và đặt trụ sở của Trump ở đây. Các năm tiếp theo, Trump tiếp tục mua và phát triển thêm nhiều cơ ngơi khác, hầu hết đều là các khách sạn hàng sang. Tổng thống Hoa Kỳ. Sau khi chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ năm 2016, nhiệm kỳ Tổng thống Donald Trump bắt đầu vào buổi trưa ngày 20 tháng 1 năm 2017, ngày mà Donald Trump trở thành Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ.